Đèn sáng soi đời là nói ánh sáng đèn lớn giống như Phật, chiếu khắp thế gian, phá tan đêm tối của thế gian, trở thành thế gian ánh sáng. Bồ Tát Thiên Cao Tràng nói phải cũng từ trong đạo lý đó mà giác ngộ. Các hạnh nghiệp của Bồ Tát tu, phẩm thượng trung hạ đều khác biệt, đều đem căn lành mà hồi hướng mười phương tất cả các Như Lai. Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đủ thứ hạnh nghiệp của Ngài tu, tức là tất cả công đức lành. Công đức lành đó là công đức thập thiện, có thượng trung hạ ba phẩm khác nhau. Nếu tu thập thiện lớn thì thành tựu thập thiện công đức thượng phẩm, tu trung phẩm thập thiện thì thành tựu thập thiện công đức trung phẩm, tu thập thiện nhỏ thì thành tựu thập thiện công đức hạ phẩm. Do đó mỗi người phải tùy thời cẩn thận lời nói hành động, một khi không cẩn thận thì sẽ trồng xuống nhân ác, niệm niệm đều thiện thì trồng xuống nhân thiện. Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, tích tập vô lượng việc thiện nhỏ cũng sẽ thành công đức lớn. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài tu được hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về mười phương tất cả chúng sinh và hồi hướng về trong mười phương chư Phật Thế Tôn. Trong tâm của Bồ Tát chẳng lúc nào quên làm lợi ích chúng sinh, chẳng lúc nào quên tôn kính chư Phật. Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia theo Như Lai học đều thành tựu, luôn dùng diệu trí kéo tư duy đầy đủ pháp tối thắng trong người. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này là vì độ tất cả chúng sinh, hy vọng pháp giới chúng sinh đắc được lợi ích của Ngài, cũng được giải thoát đến bờ bên kia. Ngài thường theo chư Phật tu học Phật pháp thượng diệu, đều đắc được thành tựu, đem công hạnh thành tựu giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng biết học tập Phật pháp, cũng đắc được sự thành tựu. Bồ Tát luôn luôn khéo dùng trí huệ thù diệu của Ngài tu tập được chánh niệm tư duy các pháp thật tướng và sự tu hành lục độ vạn hạnh có phù hợp với ý của chư Phật hay không. Bồ Tát siêng tu các hạnh như vậy đầy đủ diệu pháp thù thắng trong loài người và công đức viên mãn, thành tịnh căn lành khắp hồi hướng, lợi ích quần mê luôn chẳng bỏ, đều khiến tất cả các chúng sinh được thành đèn soi đời vô thượng. Gì là thành tịnh căn lành? Tức là tu pháp thế gian thành tựu căn lành thuần tịnh, chẳng có chút căn lành tạp nhiễm nào. Tất cả pháp thế gian tức khiến cho làm đến trí thiện trí mỹ đều chẳng có chút nhiễm ô nào. Người tu hành muốn được đến quả Phật phải trải qua thời gian ba đại a tăng kỳ kiếp, vẫn phải đời đời kiếp kiếp tu học chẳng gián đoạn mới có thể đoạn sạch được sự nhiễm ô tập khí và vô minh, mới có thể thành tựu viên mãn Phật quả thanh tịnh. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã tu hành trải qua không biết bao nhiêu kiếp, cho nên Ngài đã thành tựu căn lành thanh tịnh. Ngài đem căn lành thanh tịnh mà Ngài đã tu thành tựu khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Quần mê tức là danh từ khác của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều mê mà chẳng giác, mê hoặc điền điền đào đào, chẳng phân biệt được trắng đen thị phi chẳng rõ. Chẳng phải số ít như vậy mà là vô lượng số, cho nên nói là quần mê. Bồ Tát đại từ đại bi, một lòng nghĩ đến chúng sinh, thấy chúng sinh mê lầm không giác, điên đảo trầm luân như vậy, cho nên Ngài luôn luôn chẳng xả bỏ những chúng sinh đó, đem căn lành hồi hướng cho họ, giáo hóa họ, khiến cho vô lượng số những chúng sinh đó đều biết bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, đều có thể chấm dứt sinh tử, xa lìa luân hồi, đến được bờ niết bàn bên kia. Càng muốn khiến cho chúng sinh thành tựu đạo nghiệp vô thượng, tương lai chứng quả Phật Bồ Đề, ánh sáng chính huệ chiếu sáng khắp thế gian, giống như đèn sáng soi đời, phá tan đen tối của thế gian. Chưa từng phân biệt chấp chúng sinh, cũng chẳng vọng tưởng nghĩ các pháp, tùy tại thế gian chẳng nhiễm trước, cũng lại không bỏ các hàm thức. Vì Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, Ngài dùng mắt từ nhìn chúng sinh, tâm bình đẳng giáo hóa, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có lựa chọn. Chẳng phải nói chúng sinh này lại tôi một cái, thì tôi hoàn hỷ họ, giáo hóa họ. Chúng sinh kia chẳng có lại tôi, thì chẳng lý tới họ, chẳng giáo hóa họ. Phàm là chúng sinh có duyên, Ngài đều hoan hỷ, tiếp dẫn, đều giáo hóa, chẳng có sinh tâm phân biệt, cũng chẳng thủ trước tướng chúng sinh. Bồ Tát đối với các pháp chưa từng hoài nghi, Ngài dùng diệu trí của mình để quán sát các pháp, chánh niệm suy ngẫm tất cả các pháp, dùng chánh pháp giáo hóa tất cả chúng sinh mê lầm. Tùy Bồ Tát cùng với phàm phu, cùng ở tại thế gian, sinh sống với người thế tục, nhưng Ngài chẳng nhiễm trước nơi cảnh thế tục.
Tùy ngài tùy thuận chúng sinh, mà ngài chẳng nhiễm trước tập khí của chúng sinh, tùy ngài sinh tu phạm hạnh, nhưng cũng chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh. Vào trong núi sâu rừng thẳm, làm tự liễu hán, độc thiện kỳ thân. Cho nên nói, ngài cũng chẳng xả bỏ các hàm thức. Hàm thức cũng là tên khác của chúng sinh. Bồ Tát là người ở tại trần gian mà tâm vượt khỏi trần gian, giống như hoa mọc trong giếng, chẳng nhiễm trần. Bồ Tát thường ưa pháp vắng lặng, tùy thuận đến được cảnh niết bàn, cũng chẳng xả bỏ các chúng sinh, được trí vi diệu đẳng như vậy. Chỗ tu của Bồ Tát là pháp vắng lặng vô vi, tâm niệm của ngài thực hiện cảnh giới vắng lặng tự nhiên, do đó gọi là tám gió thổi không lay, quyết chẳng bị cảnh bên ngoài lay động. Ngài ưa thích tu pháp vắng lặng, càng ưa thích an trụ nơi vắng lặng. Tuy nhiên như vậy, song Bồ Tát chẳng bỏ chúng sinh, muốn độ chúng sinh mà các tánh của chúng sinh lại chẳng đồng đều, phải dùng đủ thứ phương pháp, phương tiện khéo léo để nhiếp thọ chúng sinh, để tùy thuận với căn lành của chúng sinh, dùng pháp, phương tiện, khế cơ, dần dần dẫn dắt những chúng sinh mê hoặc vào con đường chánh pháp, giáo hóa họ sinh tâm tin, phát tâm Bồ Đề, học tu hành Bồ Tát Đạo, cho đến có thể khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý không sinh không diệt, đạt đến cảnh giới niết bàn rốt ráo và đủ bốn đức niết bàn thường lạc ngã tịnh. Cũng chẳng xả bỏ chúng sinh, chúng sinh bao quát sáu nẻo trời người Atula, ba đường lành, súc sinh ngạ quỷ địa ngục, ba đường ác. Bồ Tát ngài cũng chẳng phải chỉ độ chúng sinh ba đường lành, ngài cũng chẳng xả bỏ chúng sinh ba đường ác. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp đều luân chuyển ở trong sáu nẻo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh, cũng theo chúng sinh trầm luân trong sáu nẻo. Khi độ được chúng sinh này đến bờ giải thoát bên kia, thì ngài mới đi độ chúng sinh khác. Thân của ngài truyền theo trong luân hồi, song tâm nguyện của ngài chẳng bị nhiễm ô, vì Bồ Tát đã đắc được đại trí huệ vi diệu vô thượng. Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp, cũng chẳng thủ trước các quả báo. Tất cả thế gian từ duyên sinh, không lìa nhân duyên thấy các pháp. Bồ Tát tu hành chẳng từ hoạn nạn, vì ngài muốn tế độ chúng sinh. Ngài chẳng chấp vào nghiệp và báo nơi thân mình, ngài ôm ấp lòng từ bi, hành sở vô sự, quyết chẳng có tâm mong được quả báo tốt, mới thực hành Bồ Tát đạo. Người tu hành có thể đạt đến quả vị Bồ Tát, ba nghiệp của ngài sớm đã được thanh tịnh, làm tất cả những sự việc thảy đều là nghiệp lành. Tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian chẳng có sự việc gì chẳng phải là từ nhân duyên sinh ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào lúc đó dạy các đệ tử, giải thích về sự sinh diệt của các pháp, nói rất rõ ràng, quyết thực. Rất nhiều đệ tử nhờ đó mà thấu hiểu đạo lý diệt mình của Phật, chứng được quả vị A-la-hán, như các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quan sát như thế. Lại nói, nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, ngài đã thông đạt thấu rõ đạo lý này, cho nên ngài mới phát tâm Đại Bồ Đề tu pháp môn hồi hướng này. Nếu mỗi người tu hành đều minh bạch lìa khỏi nhân duyên, thì chẳng thấy được đạo lý của chư Phật, buông xả mọi sự chấp trước, thì tự nhiên cũng sẽ thành Bồ Tát. Vào sâu các cảnh giới như vậy, chẳng ở trong đó khởi phân biệt. Điều ngự sư của các chúng sinh đầy đầy thấu rõ khéo hồi hướng. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, ngài đã vào sâu cảnh giới vắng lặng, như đã nói ở trước, thấu rõ các pháp tướng đều không, chẳng ở tại pháp hữu vi và pháp vô vi sinh tập phân biệt. Đấng điều ngự sư của tất cả chúng sinh, tức là nói vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, ngài là đạo sư điều ngự và đại thiện trí thức giác ngự lãnh đạo chúng sinh, bậc đạo sư giác đạo. Bồ Tát minh bạch đủ thứ các pháp, đắc được trí huệ thông đạt vô ngại, nhập vận tự tại, đem căn lành công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, hồi hướng về thật tế.